ตาลาจูกติ๊กอังนี้จูกថ្ងៃហ្នឹងតែមិនតាមចិត្តមិនណាស់ណាណាកូនណាទៅដូងហាត់ដូងនេះទឹមហមហ្នឹងហមហ្នឹងហមហ្នឹង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 ហ្នឹ
bọn đang lo này. Anh đang ngồi chợ ăn. À đây, rồi bạn cần tài trúc. Lại cần trúc riêng, bạn ôn hôm ăn bàn. Này cái đấy. Lâu nè, ở đây chụp này với nó con á. Thêm mình nó đi vào phòng bán. Còn mình chạy chết nhỏ phòng tốt bà nào nó tốt tấn với chết ôi miền đã. Mà chù vẫn bàn tạm chù bình phòng vẫn á. Ừ. Chạy dưỡng bàn đó con. Chạy dưỡng bàn đó. Chạy phải ọt bọt khiêu đi nó con á. Đừng ngay. Bàn lo về ọt này sát. Đừng ngay. Còn nó sát. Mình nó mà riêng. Mà nó mà riêng. Pi riêng. Ọt xoa nó pi riêng. Thì có nâng pi riêng? Thọc. Chuồng cá mua tâm riêng. Mà nó nâng mò bình ná dừng đắng. Sọc ba kia trâu trâu à. Nghe con. Đấy. Bạn bà con mình chá. Bà. Bà con mình chá chết ở thông bên đói ná. Nên ná. Bà con mình chá nha. Ôi thông. Ôi tôi cho ngọt hạ ảnh ná. Ảnh ná. Hãy đọc cái nôn ní. Cái này chá cái nôn ní. Cái chá tốt miên cà la lò. Nè, cái chá tốt miên cà la lò chẳng ạ. Cái chân tàu nè. Chân tàu. Nên ná. Liên hai, Liên à. Hi honey bear. Say hello. Say hello. Hello baby. Say hello. Cái đó dân cặp chẳng à con. Chật thấy như ta liền. Là ngay chật thấy như ta liền á. Nè ngài cho thấy nhau ta liền chẳng ạ. Nhau liền hai. Cho thấy nhau ta liền chẳng. Can I cut tui tui? Hay đi. Chào. Chào là nâng ạ. Nâng ạ nâng cái chào là bánh đối gồm nhằm tê. Chẳng đặt tập trang của bạn, chẳng đặt sạch của bạn. Nâng ngay. Bạn ấy cắt chôn chè. Nâng ngay cắt chôn của bạn thì anh chẳng. Dựng đặt ở xe mời anh chẳng cắt chè. Nâng ngay dựng cắt xe mời chẳng còn. Còn đây chẳng dựng bọn của bạn biết. Bọn của bạn biết. Một tiếng chẳng đây kìa đấy. Cái kia gió này kia thì áp tục ăn đường tê tồn nè. Cái kia bán những chân chân tâu là ngay nè. Đặt ra bàn tập bèng các bàn ấy bàn sắp múc á. Thế nè. Bộ này thơ anh chân nè. Một tí có cái cạc chân đè. Chia nhằm cái tiêu nữa. Bí dô. Chị xoay trọ nữa. Bà được đâm. Được đâm mẹ. Để xo nè. Mẹ em ọp đâm xo mẹ chẳng bàn đâm xo bài. Ok em yên. Bạn miên xa mê. Đi học mẹ nè. Có tất cả con miên ngon nắp chạp nó.
Well, I'm just glad I'm not going to be big. They went got me to be gentle and I got the thing gentle. I'm young and I'm going to happen that. Oh, the kids. Okay, so we're waiting for the coconut milk to boil, and then that's when we're gonna add the ingredients. So, slik kroy, lime leaves, and then Cambodian kreung. So now it's boiling. Lak kreung the xoxo. ដាក់មួយឈ្មោះយ៉ាងហ្នឹងដាក់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 
Okay, so we're gonna put the meat in now. And we're just going to stir it to even out the sauce. And I'm trying to do this with one hand. It is a struggle. So about 1 tablespoon of MSG. Uh-huh. And then salt. Humble. This is pahok, fermented fish. We're gonna use just 1 bag of the tamarind soup mix. It gives it the sour taste for this soup. So about maybe 2.5 clumps of that fermented fish, and then we're just gonna stir. Okay, so my mom uses 19 fluid ounce coconut milk can. At first, she only poured about 3/4 of the coconut milk, and then just now, once the meat is fully coated, she poured in the rest. So we're gonna put a spoonful of tom yum flavor seasoning into the soup. Maybe about, it was a big spoon of the tom yum flavor. Just gonna add in a little bit more tom yum. ดาลงทางนั้นชาเลยจังได้ชาเครื่องจังได้ชาเครื่องก็ยังดักลางจังโตไปไหนทางไหนจะไปจะไปจังดักใส่ดักโตมากเลยจะไปจะไปคนจังไหนมาเลยมาอย่างกาตั้งหนอกของหนอก
So I stirred the meat and it's fully coated, and then my mom put the fire on high. What we're gonna do is just cover. Hey, krop ng manati. So we're gonna cover it until the meat gets tender. So it's been about 5 minutes and it's still not tender. Cover it. So it's been boiling for about 10 to 15 minutes and we're just gonna go ahead and add in the vegetables and the pineapple. And then the heat is on medium high. So we're gonna pour in some more water until it covers the veggies and the meat. It's your choice whether or not you'd like to add more water or keep it low. It's entirely up to you. So to turn off the fire and then we add in the basil and pretty much just mix it in. It's going to shrivel. John? Benito! All done! Hi, girl. Hi, girl. Okay guys, I'm gonna go ahead and try out this soup and look, a hot mess. Don't mind me. Okay, see here. What is this? Freaking hot. Some peppers. Ooh, it's burning! Knocked out, knocked out. Yeah, woo! Yeah. Okay, so there you have it. I hope you enjoy this dish and thank you guys for watching. Bye.